Cô chú anh chị, Phượng nấu nagu gà, bây giờ Phượng đang luộc gà. Cô chú bây giờ Phượng đang xào củ hành cho nó thơm nha cô chú anh chị, xong rồi bỏ gà vô, rồi bỏ gia vị la ru, bỏ cà rốt, rồi khoai tây vô, rồi nấm đông cô vô ha cô chú anh chị. Còn đây là một dĩa gà Phượng chặt ra, bây giờ Phượng đang giống như luộc cho nó ra chất mỡ ha cô chú anh chị. Tại bên Pháp này á, Phượng cũng sợ mập nên luộc cho nó ra chất mỡ, cho nó bớt chất mỡ cô chú anh chị. Cô chú anh chị bây giờ Phượng bỏ gà vô, bỏ gia vị nấu naru vô, rồi chút muối, chút bột ngọt, chút đường, rồi chút một cái chút sữa đặc ha cô chú anh chị. Rồi bỏ cà rốt, khoai tây, nấm đông cô hay cô chú anh chị. Phượng nấu cho chừng nào cái rau củ quả này chín rồi thịt gà chín là xong hơn cô chú anh chị. Rồi Phượng vớt bọt. Cô chú anh chị xem kênh Phượng Vlog, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Phượng ha cô chú anh chị, và nhớ like. Phượng cảm ơn nhiều. Cô chú anh chị, món này luôn xong rồi, bây giờ Phượng chưa có đói bụng, chồng Phượng đói bụng ăn cơm trước. Còn hai đứa con thì nó chưa có ăn, nó còn ngại, chưa có lên video nha cô chú anh chị. Đây, Naru đã chín xong. Nhưng mà Naru của Phượng nấu không có để cái bột đâu cô chú anh chị, nước nó dẻo quá, không có thích ăn cái bột. Đây, anh có ăn ngon không? Ngon quá, lạnh lạnh ăn nóng ngon. Cô chú anh chị thấy món ở nhà vườn ăn món đơn giản nha cô chú anh chị, còn tráng miệng thì chuối thôi. Đây một quả chuối, đây tráng miệng thì chuối xài, nhưng mà xài ăn biết cũng ngán rồi, bây giờ ăn chuối.